các bạn thân mến, nếu muốn thay đổi không khí, rời biển để lên núi tìm chút an nhàn mà chúng ta không phải nhọc lòng lắm, thì sự lựa chọn đến với khu du lịch suối nước nóng Vĩnh Thạnh ở xã ở thôn Vĩnh Trường của xã Vĩnh Thịnh, tôi nghĩ đó là một sự lựa chọn rất là hợp lý, bởi vì nơi này sẽ mang cho các bạn một cái cảm giác rất là khoáng đạt, đúng không? Chúng ta cũng đã thấy chúng tôi đứng bên bờ, bên bốn bề cây cối xanh tươi, và đằng sau kia, xa xa kia là một điểm phun trào nước khoáng nóng. Ở nơi đó thì các bạn cũng có thể là luộc những cái quả trứng gà, nó sẽ tự chín và nó mang cho mình cái sự bổ dưỡng rất là tốt. Đây là những hình ảnh sơ lược về khu du lịch suối nước nóng Vĩnh Thạnh. Nơi này hiện còn lưu giữ được vẻ đẹp hoang sơ, là điểm đến thú vị cho những ai thích khám phá vẻ đẹp của núi rừng và hòa mình với thiên nhiên. Những góc thư giãn. Một mạch nước suối khoáng nóng đang phun trào. Bà con trong vùng lấy nước này về sử dụng với mong muốn sẽ tốt cho sức khỏe, sáng mắt, đẹp da. Bên bờ suối, những bể tắm nước nóng được xây dựng, dẫn nước từ những mạch nước ngầm dưới suối. Nguồn nước nóng với nhiệt độ ban đầu từ 70 đến 80 độ C trước khi dẫn vào bể được đưa qua bể lọc lớn để điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp. Nơi này rất thích hợp cho dã ngoại cuối tuần với gia đình và nhóm bạn bè. Ngoài việc tắm nước nóng thư giãn, khách du lịch còn được thưởng thức đặc sản ẩm thực đậm chất núi rừng như rau dớn, cá niên, gà thả vườn, trứng gà luộc từ suối khoáng nóng. Các bạn thân mến, những hình ảnh rất là tuyệt vời cho buổi trải nghiệm dã ngoại của gia đình cũng như bạn bè vào cuối tuần, đúng không ạ? Và lúc này đây thì tôi đang có mặt tại khu du lịch suối nước nóng Vĩnh Thạnh. Và để hiểu rõ hơn về khu du lịch cũng như những hoạt động trải nghiệm mà chúng ta sẽ được thực tế khi đến với khu du lịch này, thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Nguyễn Duyên, nhân viên của khu du lịch suối nước nóng Vĩnh Thạnh. Vâng, xin chào bạn Duyên. Hãy giới thiệu với các bạn khán giả truyền hình một chút về khi mà mọi người đến với khu du lịch này thì mọi người sẽ được nhận về mình những món quà, những cái trải nghiệm như thế nào? Khi mà mình đến với cái khu là suối nóng này thì trải nghiệm đầu tiên của khách du lịch ấy là họ đi tham quan, họ đi selfie ấy chị, là họ chụp ảnh. Với thứ hai là họ sẽ dùng ẩm thực bên này, bên mình. Ẩm thực bên khu là suối nóng là gồm có gà nước nóng này, rồi dớn mới lú này, rồi trứng nước nóng, trứng mình luộc tại nước nóng này, xong rồi heo tộc Vĩnh Kim với món cá nước nóng. Đặc sản mình là có những món đó. Còn bên cạnh đó thì khách du lịch có thể được cắm trại qua đêm cũng được này, có cắm trại qua đêm nữa, rồi được câu cá thư giãn. Và cá đó cũng được nuôi dưới nguồn nước nóng bên tại khu du lịch. Là nước khoáng nóng mà sao cá có thể sống được ở dưới cái hồ đấy? Nước ấy là nó thiên nhiên, nó có nước mạch á, nước mạch nó chảy vào cái hồ của mình ấy, rồi mình thả cá mà mình nuôi thôi, mà nước đã nguội rồi, nó không nóng nữa. Và cá là nó ăn những cái vi sinh vật gì đó, nó dùng bằng cái nước khoáng nên là rất là ngon. Nó khác hết những con cá khác ở ngoài. Có nghĩa là lúc đấy xương của nó rất là mềm, và thịt rất là ngọt, đúng không? Đúng. Với cái nguồn nước khoáng lạnh để nuôi cá thì có một nguồn nước khoáng nóng để có thể là nhúng được những cái quả trứng thành biến thành lòng đào mà, đúng không? Thì cái trứng của nó, đặc biệt là cái lòng trắng của nó nha, là nó màu trắng đục, mà nó rất là lỏng như đậu non của mình ấy. Còn cái trồng đỏ là nó keo lại rất là dẻo, nó không có cứng như mình luộc bếp, là khi mình luộc là cái trồng trắng nó cứng, mà mới tới cái trồng đỏ nó cứng theo. Nên gà ấy là đi bộ mình thả này, rồi nó khi nó đẻ ra thì mình lấy cái trứng của nó. Một trong những trải nghiệm không thể thiếu khi bạn đến với vùng suối nước khoáng nóng, và ở đây cũng vậy. Những trái trứng gà ta sẽ được nhúng vào điểm phun trào. Nước nóng 70-80 độ C, chỉ vài phút là trứng gà sẽ đạt đến độ chín lòng đào rất dẻo, thơm ngon và đầy bổ dưỡng. Chị lên đến đây thì thấy đường xá rất là tốt, đi có vẻ im ái, thấy khu du lịch này cũng đẹp, cũng hay. Cũng muốn để mình đi tham quan như thế này, vì mình cũng để
trao đổi các anh chị em rồi mình cũng sẽ lên đây khám phá thêm. Ấn tượng là thấy khung cảnh rất là tuyệt vời. Nước nóng mình xuống mình tắm cảm thấy lên là da thịt rất là mịn màng, ướt át, con người rất là khỏe. Thì các bạn thân mến, để hiểu rõ hơn một chút về văn hóa ẩm thực ở khu du lịch suối nước nóng Vĩnh Thạnh thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những hình ảnh sau nhé. Trước mặt chúng ta sẽ là rất là nhiều món ăn đúng không anh? Đặc sản của địa phương mà do chính nơi này nuôi trồng đúng không? Ví dụ như là gà cũng là gà đi bộ, gà chạy bộ xung quanh ăn, vâng, ăn cái nguồn thức ăn tự nhiên từ cái nguồn khoáng nóng này, rồi cá cũng được nuôi ở nước khoáng này, rồi rau dớn cũng được mọc tự nhiên ở suối này. Có lẽ là một cái bữa ẩm thực tôi nghĩ rất là ngon và đáng nhớ. Chúng ta sẽ cùng hỏi chị Duyên xem là chúng ta sẽ có những cái món ăn gì đặc trưng cho suối khoáng nóng Vĩnh Thạnh nhỉ? Mà rau dớn non là mình sẽ cho biến là mình sẽ luộc sơ qua, ngâm đá rồi mình sẽ xào tỏi. Còn cái heo tộc Vĩnh Kim thì mình nấu với lá lốt đây. Còn cá nước nóng mình cũng nấu với lá lốt luôn. Còn cái gà nước nóng là mình hấp lá chanh. Hấp bằng nước khoáng luôn. Nước khoáng, dạ. Các bạn thân mến, có hai cách ăn rau dớn. Với người mà chúng ta sợ mập, sợ tăng cân thì chúng ta có thể luộc và trần qua nước đá thì lúc đấy rau dớn sẽ rất là giòn, rất là ngọt. Và còn một cái cách nữa để tăng cái độ thơm, mùi thơm lên nhiều hơn đó là chúng ta luộc sơ qua rồi chúng ta trần với nước đá để cho nguội, cho nó giòn, sau đấy chúng ta xào. Các bạn thân mến, sau khi mà món rau dớn đã rồi thì chúng ta đến với món tiếp theo chứ phải không bạn? Món tiếp theo bên mình là món heo tộc Vĩnh Kim. Có nghĩa là cái món heo này là mình nói chung với lá lốt này. Mà cái nguồn heo bên mình ấy là heo mua từ cái người đồng bào Mana. Mà heo của nó mình lựa là từ 10 đến 15kg đổ lại, không có lớn được. Lớn là thịt nó không ngon nữa. Giờ cách nấu của heo mình, heo tộc Vĩnh Kim mình là mình nấu lá lốt này. Khi heo đã sôi này là mình bỏ lá lốt vào. Đây thì đã ướp gì chưa? Dạ đã có gia vị đúng rồi. Giờ chỉ việc bỏ lá lốt. Nghe mùi thơm nhỉ, đang nồi canh xương heo đang sôi. Lá lốt thì mình chỉ cắt làm ba thôi nha, cứ cắt nhiều là nó nhỏ quá, mình nấu nó không ngon, nó chỉ mềm và nó đắng. Đây là chúng ta gọi là món canh heo lá lốt được không? Tự nhiên cách gọi canh heo lá lốt cũng được. Khi nó sôi là mình tắt liền này. Để mình nấu nhiều quá là lá lốt nó mềm mất, nó ra độ đắng là ăn nó không ngon nữa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại khu du lịch suối nước nóng Vĩnh Thạnh này thì còn có một cái món đặc sản mà tôi nghĩ rằng là ít có nơi nào có được, đó là rượu nhung nai Vĩnh Kim. Đây thưa quý vị và các bạn, rượu nhung nai Vĩnh Kim này thì được chế biến từ những cái nguyên liệu sẵn có tại địa phương này, trong đó đặc biệt nhất là nhung nai được lấy từ cái trại nuôi nai ở thôn Đắc Tra của xã Vĩnh Kim, cùng với đó là mật ong rừng, và cùng để mà pha chế hai cái món tinh túy này nhất thì cùng còn có là rượu Vĩnh Cửu, là một cái món đặc sản của xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh. Rượu Vĩnh Cửu pha với nhung nai và mật ong rừng nó sẽ tạo ra một cái món rượu nhung nai rất là ngon. Sau khi đó thì người ta hạ thổ trong lòng đất một năm thì mới cho ra cái loại rượu ngon này. Và cái rượu nhung nai thì quý vị và các bạn cũng biết rồi, rượu nhung nai nó rất là bổ dưỡng, nó có tác dụng là bồi bổ khí huyết cho con người và nó tăng cái sức đề kháng cho con người, cũng như là giúp cho cơ thể tiêu hóa tốt, cũng như là chống mệt mỏi. Đây là cái món đặc sản của tại khu du lịch suối nước nóng Vĩnh Thạnh. Đây là hộ nuôi nai lấy nhung để làm rượu nhung, cung cấp cho khu du lịch suối khoáng nóng Vĩnh Thạnh và một số nơi khác trong tỉnh Bình Định. Hộ ông Nguyễn Văn Dũng ở xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định là người triển khai thí điểm mô hình nuôi nai lấy nhung ở huyện này. Hiện trang trại của gia đình ông đang có khoảng gần 20 con nai. Hàng năm, khoảng từ tháng Chạp đến hết tháng 4 âm lịch là mùa cắt lộc nhung. Giai đoạn này người nuôi cần phải cung cấp nhiều loại thức ăn như là lá cây, cỏ non hay các loại trái cây. Muốn có được một cặp nhung chất lượng cao, phải bồi dưỡng cho nai khoảng 1-2 tháng trước khi nhung bắt đầu nhú. Gạc nhung nai thành phẩm sẽ được cắt lát, ngâm với rượu gạo, rất bổ dưỡng. Và
Và đây là những bình rượu thành phẩm nhung nai của gia đình thu được kết hợp với rượu gạo Vĩnh Cửu. Ủ men nấu theo kiểu truyền thống nổi tiếng ở Vĩnh Kim này, cho ra một thứ rượu thơm, ngọt, đầy bổ dưỡng. Những vỏ rượu mang thương hiệu rượu nhung nai Vĩnh Kim với chất lượng ngon, mẫu mã đẹp là vị thuốc quý, bồi bổ cơ thể, tăng hệ miễn dịch rất có giá trị. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo hướng dẫn của chủ khu du lịch này thì trước khi uống thì chúng ta phải lắc cho nó tan đều các cái thành phần ở trong đây. Và tôi thử. Cái mùi rất thơm mà quý vị. Vâng. Cái mùi rất thơm ha, mùi thơm đặc trưng của rượu Vĩnh Cửu Vĩnh Thành ạ. Cái rượu này mà chúng ta dùng kèm với các cái món đặc sản ẩm thực tại đây thì sẽ tăng thêm một cái kỷ niệm đáng nhớ về ẩm thực của miền đất Vĩnh Thành này, phải không ạ? Vâng, cảm ơn Nguyễn Diên rất nhiều. Hy vọng rằng nơi này thực sự sẽ là một điểm đến rất là đáng nhớ của những người có thể là một hôm nào đấy họ muốn bỏ phố về với rừng chẳng hạn, hoặc là họ sẽ có những cái trải nghiệm rất là đặc biệt trong một cái khung cảnh núi non rất là xanh mát như thế này. Cảm ơn bạn rất nhiều và hy vọng rằng các bạn khán giả của chương trình cũng sẽ có cho mình tìm cho mình được những cái hành trình trải nghiệm đáng nhớ và những dịp cuối tuần quây quần bên bạn bè, gia đình và những người thân nhé. Đến đây chương trình xin được nói lời chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau. Thank you.